đưa chị đi một nơi xa thiệt là xa, xa ngoài chỗ Santa Ana nè, gần nhà chị luôn. Người ta đồ mày mới giàu đó, mày là bây giờ chùm sầu riêng của nước Mỹ, phải không? Bây giờ không thấy chủ sĩ đâu hết trơn á, đi mất tiêu luôn, nó bỏ hai mẹ con tôi ngồi đây một buổi rồi quý vị. Không. Thấy không, ký trái mờ viết hết giống như kiểu đâu. Bà Thúy Nga tặng cho hai trái sầu riêng đông lạnh từ Việt Nam qua, một bịch nho, hai trái bưởi. Bạn Thúy Nga, bạn hẹn tôi là 12 giờ qua chở tôi đi chơi. Mà tôi nghĩ 12 giờ là cái giờ ăn trưa, nên là tôi nghĩ bạn ấy tới chở tôi đi ăn trưa. Tôi nhịn đói rồi chờ tới đúng 12 giờ. Cái bạn nhắn 12 rưỡi nha Tường. Bây giờ 12 giờ 40 rồi mà bạn nó vẫn chưa tới. Tôi đói quá chịu hết nổi rồi. Tôi đành luộc dĩa rau tôi ăn. Không biết một lát bạn tôi tới chở tôi đi đâu. Thúy Nga ơi là Thúy Nga. Trễ rồi mà bà còn già chuyện, bà làm youtuber từ nãy đến giờ nè. Mày quay tao quá, giờ tao quay ngược lại mày nè. Tới trễ, đói bụng rồi, tao ăn một dĩa rau rồi. Thì đi đi, còn ngoại giao nữa, lát nhớ đưa sầu riêng, sầu đồ tao quay ra không, viên đi chưa. Không, có nho sữa luôn, nho sữa bưởi rồi luôn. Rồi, lên đây xe mẹ ơi. Nắng quá trời nắng rồi nè, giờ bà đưa tôi đi đâu đây? Em đưa chị Cát Tường đi ăn, em đang lái xe đưa chị đi một nơi xa, thiệt là xa, xa ngoài chỗ Santa Ana nè, gần nhà chị luôn. Trời, con phát hiện ra Tường nó ở gần con luôn á. Nhà gì mà nhà bà gì là sát nhà con, chạy là có 3 phút, 5 phút mấy à. Là giờ đi tới đó để làm gì? Không, mới nãy là từ nhà Nga đi qua nhà Tường, xong rồi giờ từ nhà Tường đi qua nhà Nga. Đâu có, tôi đâu có rành khùng. Bây giờ là con chở má đi ăn trưa nè. Chờ mà đi ăn trưa. Ăn trưa không ăn đồ Việt đúng không? Không. Ăn đồ mì nhưng mà lại kiểu châu Á dễ thương lắm. Cái quán ní là cái quán dễ thương chứ không phải ăn dễ thương. Cái quán, cái nhà hàng nó dễ thương lắm. Rất là đẹp và rất là ngon và rất là đẹp. Sao lại tao ra đứng nói tiếng Anh mà nói không ra đâu. Không, bởi vì tôi nói tôi không có ở nước ngoài được tại tôi không có biết lái xe. Qua đây ai cũng phân phôi, mỗi lần đi ăn đi uống mà kiếm cái chỗ đậu xe cực ghê á. Ê sao mày không xin? Mày không xin cái mày không xin cái tàn tật này nè. Trời ơi, cái đó là VIP. Người nào tao thấy gì tao đi đâu cũng sướng hết trơn á. Đi đâu cái tới đậu vô cái lấy cái nó móc trèo lên cái sướng. Cô tao cũng vậy rồi. Nó cũng móc lên treo cái lòi xong. Không, sướng khúc đó thôi chứ khúc bình thường. Nhưng mà những người mà bị handicap ở đây là được tiền chính phủ nè. Cô tao cũng được tiền đó. Chị, vậy hả? chị đừng có nói em sợ. Ôi vậy hả? Ai biết. Ôi, em chỉ thấy là cái thẻ đó là VIP vậy thôi. Nhưng mà mình cứ chọn chỗ đậu cũng dễ mà đâu chứ tự nhiên cái ước mơ cái này thôi. Thôi được rồi, 40 năm nữa được chưa? 40 năm chịu chưa? Không, 40 năm mày chưa chịu nữa. Tới già là tôi bắt đầu đi nhảy đầm đó bà nội. Ủa, 40 năm là tôi thấy mày thành quỷ già rồi đó. Không, lúc đó tôi ra con cái lớn rồi tôi mới đi ngựa sau bà nè. Tôi đi nhảy đầm như là thôi, trên tay tôi đi vô, đi vô. Tôi về tao mét chị Giang nè. Người ta đồ mày mới giàu đó. Mày là bây giờ chùm sầu riêng của nước Mỹ, phải không? Em đâu có chùm. Hồi nhớ đưa trái sầu riêng tôi ăn thử nha. Chùm sầu riêng nước Mỹ. Hai thùng sầu riêng đó là 230. Rồi tiền ship là khoảng 50 đồng thôi. Nếu mà cô ship overnight 70 đồng. Vậy mà không giàu sao được quý vị? Không, trời ơi, cái thùng sầu riêng cũng lời có mười mấy đồng mà ship cái công ty nữa. Than nữa, than thở với khách nè quý vị. Không cô, sầu riêng là hàng đông lạnh, cô không có overnight là cô hư hết hàng sao. Ví dụ thứ hai con ship sáng 3 con nhận cái sầu riêng mà cô đi 5 ngày là tới nơi là còn cái thùng với cái vỏ với móc không. Đúng rồi, ăn ngon cũng tiết tiền cô ơi. Dạ đúng rồi, các tường bà con nói đúng, ăn ngon thì có tiết tiền. Nói chung là không thực sự gì là rẻ rồi. Cô cứ đi check giá hết tất cả các nơi đi. Mặt kinh doanh sắc sảo ghê. Con thì cô hãy mua của họ. Còn cô nếu cảm thấy con ok thì cô mua của con. Thấy làm ăn khó khăn không quý vị? Thấy khó khăn quá ha quý vị ha. Đó, bán có hai thùng sầu riêng à. Mà nãy giờ nói quá trời mà khách chưa chịu chốt. Hai thùng 230 hoài khách chưa chịu chốt nữa quý vị. Thấy không, giống như các tường mà ngồi live stream bán vỏ vậy đó. Bán nguyên một đêm á, trời ơi trời, bán được 9 cái vỏ lời có mấy chục đồng bạc thôi à. Khổ lắm. Con nhắn tin cho cô, chút xíu con nhắn tin cho cô liền nha, để con order đồ ăn cho bạn con. Chứ nó không có vui, ba mất con má nói với đi về đó, con sợ lắm. Tại vì bạn mình bên Việt Nam qua tiếp đãi đàng hoàng, chứ những lúc làm không được, nó dễ lồn. Ừ,
có đồn là mình lo giả bộ bán hàng để mà né nó. Rồi chốt bill được chưa? Dạ. Dạ. Lẹ dạ, đi đó bụng. Nhắn tin cho cô liền nha. Bye cô. Trời ơi, mà chốt có hai con có ba trăm thôi. Dạ này tôi đâu còn đi diễn đâu, một ngày tôi tiếp 10 khách y chang vậy là tự nhiên tôi tắt tiếng rồi à. Rồi bây giờ chưa đồ ăn được chưa? Được rồi chị. Bây giờ hai thùng sầu riêng này bán được chưa? À chưa, chưa được. Chưa được, được rồi, họ có tiền trả tiền bill không? Không, đủ nha. Đồ. Rồi giờ là còn menu nè, chắc món. Menu. Cái menu mình coi hình đi, mình biết hình mình order nó ngon hơn, cái hiểu không? Mà biết cái gì không? Đâu thì mày kêu người tôi ăn cái đấy đi chứ. Thấy tôi giỏi không? Bây giờ có gì ở Mỹ tôi không biết trơn á, có trai là tôi không biết thôi. Phải không? Cái gì cũng biết hết trơn á, giờ giỏi lắm. Rồi coi món gì. Help me. Ủa lời sao? Tại sao tự nhiên coi cho đã rồi, cái có đứa nào Việt Nam em, không? Bé Việt Nam ở thân kìa. Trời ơi, hủng hộ mừng quá. Coi nó không hiểu gì hết trơn á. Gì đó. Vậy mà mày hay à, em cho chị cái mì mà có phá lấu á. Có cái lòng heo á. Yes. Ok. Đó. Rồi có món gì khác nữa không? Mà khô đó, khô á. Xào đó, xào cho mọi người. À. Ủa bây giờ không có hả? Bây giờ em cho chị phần này đi. Số tôi làm như không có được đãi cao sang mỹ vị. Những cái món mà cao sang mỹ vị là 5 giờ chiều mới có. Hay là mày cố tình đưa tao vô quán này? Hay là em cái kitchen rốt kia bên kia cũng của mình phải không? Hay bà muốn qua đó không? Thì cũng vậy, 5 giờ mới bán món ngon. À, bên đó thì giờ nó có. Giờ là lúc nào cũng có đồ ăn ngon rồi. Thôi qua thôi đó thôi, đi. Thôi thôi, xa nó mất công nữa. Không đi bộ quá nè. Có cách đây mấy căn à. Đi bộ thì đi. Đi bộ, xác thì ngon lắm tưởng. Bán cái gì? Nó nhiều món ngon lắm. Chứ tao mất niềm tin với mày rồi đó. Tại vì tôi đãi bạn mà tôi đãi mấy món mì mì không, tôi sợ là về bị đồ. Rồi đi. Nó chứ nha, nó dài hàng hiểu không? Bên kia là tôi mới ăn. Bên này order thì order. Tôi ăn cũng 80.000 lần rồi nên là order chắc không? Cái độ order của tôi là sẽ siêu ngon. Còn bên kia là tôi mới ăn có 3 lần thôi. Hôm nay là dắt bà vô là lần thứ 3 nên là tôi hơi còn lúng túng với đồ ăn mà tôi cũng không biết là đồ ăn bên đó là buổi trưa nó hơi bị mì gõ mì gói quá. Qua đây thì nó sẽ ăn những món Mỹ nè. Nhà hàng đông ha. Nhà hàng đông ghê ha. Chết cha rồi. Nó đưa mình tới quán đầu tiên, cái nó gọi không có đồ ăn, cái nó đưa mình qua quán thứ hai, cái nó kêu mình đứng cách line, cái nó bỏ đi đâu mất tiêu từ nãy giờ rồi, vô quán ngồi rồi đưa menu rồi bây giờ không thấy chủ sị đâu hết trơn á, nó đi mất tiêu luôn, nó bỏ hai mẹ con tôi ngồi ở đây một buổi rồi quý vị. Ủa như vậy là ý gì? Hay là đi bán sầu riêng, hay là bán không được sầu riêng, không có tiền đãi tôi nên trốn rồi. Đâu có thể biết đâu, thấy thì thấy có cái seafood này thôi, không có thấy biết đâu hết trơn. Ở đây à. Trời ơi, tưởng đi luôn rồi chứ mừng quá trời mừng luôn vậy đó. Hú hồn hú dí à, tao tưởng mày bỏ tao đi luôn rồi chứ. Em đang lấy cái cây này của em á. Trời ơi, tao tưởng là bỏ tao đi luôn rồi, tao không biết đường đâu mà tính nữa nè. Đó, trai tới hỏi mấy đường trả lời luôn kìa. Vô lâu chưa? Đó, trai là mới nhận ra cô Cát Tường đàng hoàng nha. Cô Cát Tường là ai cũng biết hết à. Thôi được rồi, vừa vừa thôi. Món này là cái gì? Sườn bò đó hả? Sườn bò miếng. Xong rồi nó có cái trứng đập vô chổng á. Phải vớt cái trứng ra ăn nha. Đâu. Rồi, xin mời. Quán view đẹp ha, mà Halloween quá trời Halloween. Ngồi ăn mà con quỷ ma đó, nó nhìn nó ma quỷ lộng hành quá. Thử chưa, ngon không? Lấy nguyên cái sườn luôn đi, dĩa luôn đi. Nhà đãi 4 món nè, tôm nè, mì nè, rau gì đây của Mỹ. Ok, đủ rồi, không biết còn gì nữa đâu. Hết rồi đó. Hết rồi phải không? Hả? Nó ăn như đây đủ rồi. Bò, đủ rồi. Nước cũng đặc biệt, nước cái giải gì đây. Trời ơi, cảm ơn bà bạn biết ký chết, biết xài thẻ rồi luôn ha. Ở Việt Nam không xỉa đâu. Bà thấy không, ký chết mà viết hết giống mực như kiểu nó không muốn cho bà trả tiền thì sao. Viết hết mực nha.
thấy không, đãi vậy ấy mà giờ biết thì rất sao khó khăn quá à. Trời ơi, ăn sạch mắt luôn nè, như có hộp mì cũng tu gô đàng hoàng nha quý vị, có bỏ ơi, sót gì hết. Cái chết này làm như cái điểm nó không cho trả. Bán hai thùng bán có một thùng gì, một thùng sầu riêng là đãi các tường ăn dư sức rồi. Giỡn nha, đừng đồn nha. Chứ gì nữa. Riêng lời có mười mấy đồng. À không thì tôi nói bán một thùng sầu riêng là đãi tôi ăn chứ tao đâu có nói mày lời rồi nhiêu đó đâu. Thì mày lấy vốn ăn luôn, mày bán thùng sầu riêng như mày mời tôi ăn thùng sầu riêng vậy đó, hiểu không? Chứ tao đâu có nói mày lời trăm mấy chục đô đâu. Tao nghe rồi, một thùng sầu riêng 130 đô đủ trả bill không? Gì đó. Nói chung là em đãi chị chầu này là em bán khoảng 10 thùng sầu riêng. Với tiền tiếp nữa. Thôi về ráng bán đi, để tao về tao like kiếm bán phụ cho. Bà Tường mà like là vui á. Đồ ăn của em nó không có đồ bậy bạ nên là chị Tường like được. Tôi mệt đó, tôi giải nghệ rồi. Thôi giờ đi đâu nữa nha? Thì em nghe đồn là chị đâu muốn đi uống cà phê. Thôi no lắm, uống trái giải rồi nữa tốn tiền. Rồi thì đi về, em thả chị về rồi em sẽ chạy về nhà em lấy trái cây cho gia đình chị tối nay ăn tiệc nha. Ủa vậy hả? Ủa vậy sao mày không chở tao tới nhà mày luôn á, tao quay cái không gian quán hả? Ủa muốn không? Trời ơi, vậy để em chở chị chứ em đâu có biết, em tưởng là chị bận bịu, em đâu có dám mời về trời nhà đâu. Trời ơi, thì tự nhiên đi tới đây rồi thì đi tới, đằng nào mày cũng phải quay lại nhà tao, mày mắc gì giống đi già lấy trái cây, tao tới tận nơi dạ, tao lấy luôn rồi tao bưng về. Dạ, em xin lỗi chị, bây giờ em đưa chị về nhà. Nhiều khi tới nhà còn có gì xin xỏ rồi chứ tự nhiên. Đúng rồi, nhà em được cái nghèo lắm nha, chị vô chị đừng có cái nghèo lắm. Xin chứ không ăn cắp, hứa đàng hoàng không có ăn cắp giặt. Ví dụ như thấy cái gì thích xin. Chứ bây giờ tự nhiên là chị chở qua cái sầu riêng hay gì lấy gì đâu em xin xỏ. Thì đó bởi vậy ơi, không có hiếu khách gì hết trơn. Không phải. Thật ra cái tánh Nga là phải người ta phải nói ok tôi muốn tới nhà bà tôi mới chở, chứ nhiều lúc tôi mời mọc á, nhiều lúc ta bị cố ép á. Tụi con Nga này tôi không thích tới nhà nó mà nó cứ ép tôi hoài. Ủa gì cái này là Cát Tường là muốn qua nhà tới Nga nha quý vị. Rồi, tôi muốn qua nhà tôi coi bạn mình ở bên Mỹ này cái buôn bán đồ nói sao. Nói chung bà vô nhà tôi bà đừng nói giống cái chùa nha, chứ 10 người vô là y chang câu đó đó. Nhà tôi nhà nào cũng giống chùa, mấy nhà chùa, tôi bà con bên Mỹ nhà bà nào cũng giống chùa hết trơn, bà yên tâm đi. Rồi vậy ha. Nhà nào cũng chân tượng Phật hết trơn. Nhà nào cũng chân tượng Phật hết á. Vẫn bị chửi à. Thôi mình thử thách mà thử. Thử thách vượt qua, thử thách vượt qua. Để lát tôi qua tôi ôm trái sầu riêng nhà bà tôi quay coi có được mấy triệu view không nha. Dạ, em dặn mấy người nha, sầu riêng ở bên này mà nhập vô nước Mỹ là nó rất tử tế nha. Tại vì Mỹ nó kiểm soát rất là kỹ mới được nhập vô Mỹ. Chứ làm sao? Không phải đủ tiêu chuẩn quốc tế. Có nhiều người hỏi nhiều câu cứng học. Nga ơi, chị thấy ở Việt Nam á người ta ngâm cái hóa chất gì cái nó chín liền. Nói chị ơi, không có đâu chị, khi mà vô nước Mỹ á nó check một cái container hàng của tụi em á mà có vấn đề gì chị tin không, nó quăng hết thùng rác, nó không cho mang vô một trái. Chưa kể nó còn phạt mày nữa. Nó phạt nhưng mà nhiều người bị lắm rồi, nhiều người nhập hàng vô bị quăng container nhiều lắm rồi quý vị, quăng là quăng vô thùng rác xay nghiến đầy nghiến luôn. Xay nghiến đầy nghiến, tiêu hủy. Tiêu hủy. Không có mang được một cọng gì về luôn nha. Khiếp vậy luôn á. Mà tao là hồi trước làm bán hàng là mua qua bên Mỹ mua Costco về bán. Mình nhớ hiểu không? Nghệ sĩ ai qua ở đây cũng mua đồ trong Costco đúng không? Mua về bán, nhưng mà năm nay là tôi không có buôn bán gì nữa trơn. Tôi nói rồi, tôi là tôi đi chơi du lịch thôi, nhưng mà tôi vẫn vô Costco thì tôi quay đây nè, những cái này là shop Cát Tường đều có bán hết nè. Bà Tường là bán là coi như giống như là bây giờ bán hết cho rồi đó, hiểu không? Tại coi như tôi quay bán giá Costco luôn, là shop Cát Tường ví dụ cái đó bán là khoảng ở bên Mỹ là 600 ngàn, là tiền quy ra đó khoảng 600 ngàn, thì shop Cát Tường cũng bán có 650-700 thôi, có nghĩa là chỉ lấy công làm lời thôi đó. Cái vô bình luận là vậy, phải coi lại hàng Cát Tường là hàng sao, phải hàng con mua bên Costco về mà hỏi hàng sao là sao. Trời khổ lắm, bởi vì giờ mua mấy cái giỏ sách á ăn đi chơi nè, thay vì mua xong đem về Việt Nam mới live stream, nhưng mà sợ đem về Việt Nam live stream mà nói là mình mua bên Mỹ tho dạ. Cho nên phải đi, không đi chơi phải ngồi cắm cúi live stream ở bên Mỹ để cho người ta biết là mình đang ở Mỹ, giỏ này mua ở Mỹ nè. Chứ bây giờ đem về Việt Nam cái nó nói giỏ này mua ở đâu, thì coi như bà nghĩ đi, bà đi lùng sục được 9 cái túi mà bán, bà lời được 100 đô, live stream 1.5 tiếng đồng hồ. Cái nha. Công tôi là coi như bể như vô đó rồi đó. Thì thay vì người ta đi chơi đi ai biểu người thì bởi người vậy thì... ai biểu có cái nghiệp tội nghiệp quá, cho 100 đô tối nay nghỉ bán nữa hả. Trời ơi, trời ơi, sao chị bị bệnh sinh thì em giờ lát nữa chị về em đưa chị loạt trái cây chị ôm là cái đóng nó cũng hơn cả 100 đô đó. Phải không? Thôi để coi sao. Chứ chị đừng lấy tiền mặt, em tại vì mình thấy cash only cho nó dễ á. Em rất là kỳ, bây giờ nặng ai lấy tiền mặt kỳ thị, có gì đâu kỳ thị. Chứ bây giờ đồ đạc khi có nặng nề quá à, thiệt á. Em chỉ có động lực mà người ta lấy được tiền em là những người khó khăn hoàn cảnh. Rồi em khó khăn, nãy giờ coi kể chuyện tâm sự chuyện tao, giờ mày chưa thấy tao khó khăn nữa hả? Không, cũng được.
chơi vậy mà còn chưa chịu Tường khó khăn nữa. Đi, Tường không có khó khăn đâu, Tường trời Tường ơi, đang bị trời. Hạn thôi. Chứ xong cái hạn là Tường vẫn bình thường lại, Tường yên tâm. Có nhà Tường đây nè, nhà Nga đó, đến đường đó là tới nhà Nga. Đó vậy mỏng mời qua nhà. Thì bởi vì em cũng ngại, nhưng mà chị qua thì em có lòng liền, nhiều lúc trong đầu em tính là cho chị một quả sầu riêng nên nhiều lúc chị bước qua buồn buồn chị lấy em một thùng rồi. Đó, bởi vậy tôi đâu có ngu, tôi phải qua tới tận nhà chứ để còn coi có cái gì xin xò. Bây giờ mày nhắc tao mới nhớ hồi đó mày có cho tao tiền á, đợt trước mày có cho tao tiền. Thấy đó, cho gì? Nhiều, cho nhiều. Không nhớ. Mấy đồng bạc à má ơi. Tôi không nhớ nhưng mà tôi nhớ là cô có xin tiền hết. Bây giờ đợt này mày cho tao 100 đô là tôi nhớ cả đời luôn á. Không, bỏ đi tù, mình lấy trái cây đi, mình thay gì mình lấy cash only. Ý làm như mẹ đẻ con giống mẹ, nhưng mà mẹ đòi lấy cash only 20 đồng như thế mà con đòi lấy. Thôi mỏi tai quá, không cho tiền quay mỏi tai quá, có gì không? Trời, phi vô nhà đi Nga đồ đẹp quá ha. Chanh đồ. À, đẹp chưa? À, bên kia cây chanh đẹp chưa? Đi dạo. Dạo vườn nhà. Chà bông sứ bông đồ nữa ha. Trời, cây chanh trái quá. Trời đất ơi, cây chanh gì mà cái trái gì mà to dữ thần cho bá lửa vậy. Nè. Đây nè, cái này là cây chanh mễ nè. Chanh này là chanh Mexico. Chanh quá trời to luôn. Cái này là chanh ta nè. Cây chanh đó thì biết rồi, nãy tôi tưởng cái này cây cam thấy rồi, cái trái chanh mà nó to. Dạ. Thì chanh đó, mà nó to vậy đó. Cây chanh đó mà. Bởi vậy. Chanh mễ thì là nó to trái. Mà nó không có chua như chanh Việt Nam. Ở chưa tao qua tới nhà mày lần năm ngoái rồi. Trời ơi vậy mà mấy bữa chạy đi sẽ kiếm cái thùng đóng nha, đóng hàng về Việt Nam đi kiếm gần chết. Đâu? Thùng hàng mà đem về Việt Nam là từ phải mua chứ mấy cái thùng này thùng. À thôi coi như tao bỏ đi, tao chưa nói gì hết đi. Mệt. À, thùng ship bưu điện ở đây thôi. À, có băng keo không? Cho xin cùng băng keo đi. Có. Ờ, đỡ mất công đi mua. Tưởng đâu qua nhà Thí Nga là chân sầu riêng đồ có. Để mà lại chờ hồi mới xin được chứ. Trời có gì đâu xin. Ôi chị ơi, chị vô nhà em là cái nhà chứ không có cái gì chân ra hết. Rồi, nhưng mà chị hỏi em cái gì em cũng có. Thất vọng quá vậy, tưởng đâu là giống như bên Việt Nam là vô cái dựa sầu riêng không mà chân có. Ra đồ. Tại vì Tường biết ở đây là Nga bán, là Nga bán đông lạnh kiểu online là phải có cái có lạnh, có tủ lạnh, à. Tủ đông. Nên là tất cả đều qua khâu ship. Và ở đây thì không có trưng bày gì cả, nhà vô là chỉ tượng Phật thôi. Vậy có chứ bạn nãy giờ bạn mường tượng đến đây là ô thế đúng đây. Rồi đúng rồi đúng rồi. Dạ, bớt giỡn đi. Tưởng đâu là cái dựa trái cây đừng tới chứ còn biết vậy thôi để Thí Nga ship qua được dạ, rồi. Dạ không có chị đợi đi bình tĩnh. Trời đi. Đất đây ơi. Nha. Đây là cái phòng mà em làm việc đó. Phòng em bây giờ là em live stream đó chị. Nhà này ôi, em cũng giống cái siêu thị lắm. Đó, phòng có ai đờn? Con em anh Cát phải không? Tương lai là học để cho nó đờn nhạc cho em hát đó. Nhưng mà không biết nó đờn được hay không, nó đờn được lắm nha Tường. Trong thời gian đợi Thí Nga đi lấy sầu riêng cho mình thì mình phải ngắm Phật đã, Phật đi lạc nè. Phật nhìn tay nè, đẹp quá chưa. À, ngồi này hình như Phổ Hiền hả mẹ? Ngồi trong đây là Phổ Hiền hả? Trời ơi, bàn thờ đẹp quá, có Đức Thánh Tăng Savali nữa nè. Đức Bổn Sư nè, A Di Đà Phật. Quá đẹp luôn. Ô, Thí Nga có thờ Phật bốn mặt nữa nè. Bà ngoắt nữa nè. Cũng nhiều quá ha. Thờ tử trước đi. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đẹp quá, Phật Ngọc đẹp chưa? Bà Thí Nga tặng cho hai trái sầu riêng đông lạnh từ Việt Nam qua. Một bịch nho, hai trái bưởi. Đó. Lát nữa về nhà mình sẽ review cho mọi người nha. Bài tạm biệt bà bạn Thí Nga nha. Tối nay ta sẽ ăn sầu riêng, ăn bưởi, ăn nho và sẽ review đàng hoàng, có tâm đàng hoàng. Có tâm nha. Có tâm, có tâm mà có tầm. Có nhưng tâm. Mặc được cái không có nhận cái C chứ quý vị, giờ Tường nó sợ like quảng cáo lắm rồi. Rõ ràng là ăn livestream giùm chứ không có quảng cáo. Không quảng cáo, không lấy tiền. Có lấy tiền bạc gì chứ. Thật ra là lúc đầu cái khúc này em cũng quên nhưng mà Cát Tường tự nhắc. Cảm ơn Cát Tường nhiều. Ok, bye bye, hẹn gặp lại. Núp làm cái gì đây? Quay hoài nó bào mẹ tôi quá trời luôn, làm gì nó quay chụp mẹ tôi dữ vậy biết không? Thấy không? Hai mẹ con cái tâm đầu ý hợp quá ha. Đó. Đó.
tặng quà nữa, thấy không? Nó không tặng quà cho tôi mà nó tặng quà cho mẹ tôi. Cái này là yến, yến đông trùng hạ thảo, cái này là yến đường phèn, yến được nhập từ Việt Nam qua Mỹ rồi đó mà. Rồi hai mẹ con nó chịu chia tay chưa? Chưa. Trời đất ơi, nó quay hoài vậy. Quý vị, và bây giờ là đến phần review trái sầu riêng của Thúy Nga. Đây đây là một trái sầu riêng đông lạnh từ Việt Nam qua. Chúng ta có thể mua tại trang YouTube của nghệ sĩ Thúy Nga. Thì Thúy Nga chia sẻ là trái sầu riêng này về mình sẽ ngâm vô nước nóng để mình cho nó rã cái đông, hoặc là mình có thể bỏ vô microwave để bật chế độ rã đông, sau đó là ăn luôn đó. Thì đây là lần đầu tiên, tại vì ở Việt Nam thì mình chỉ là ăn sầu riêng bình thường, đây là sầu riêng đông lạnh thì mình không biết là nó như thế nào. Bà Thúy Nga nói là sẽ rất là ngon, bà ăn thử đi, cái này là nó giống như là kem sầu riêng gì đó. Ăn thử nha, rồi bà nhâm vô giùm mình đi. Trái sầu riêng này thì mình không có rã đông mà mình đã ngâm vô nước lạnh, ngâm vô nước lạnh như vậy là 3 tiếng đồng hồ rồi. Từ lúc Thúy Nga cho, ủa sao cái vỏ sầu riêng nó mềm vậy ta? Tại vì nó rã đông mà. Hả? Cái vỏ sầu riêng nó mềm lắm nha. Thì tại rã đông. Phải không? Chị tưởng tượng nó đông xong rồi chị ngâm nước thì nó bị nhũn ra. Ủa vậy hả? Ừ. Ngộ ha. Ừ, chưa tách ra hết sao. Ê mà thơm á. Ở Việt Nam á là chị là coi như là chùm về gọi là khui sầu riêng. Ở Việt Nam trong có những cái clip tôi là chùm khui sầu riêng rồi. Trời, mình cắt cái vỏ nó mỏng vô tới cái vỏ luôn nè. Cắt cái vỏ nó mỏng vô tới cái thịt. À quên, cái vỏ nó mỏng vô tới cái thịt. Không cần thôi, mà cái vỏ nó mỏng mà cái này nó mềm lắm. Nó đông đá hành kem mà chị. Ừ, thì đó, nó nói ăn thử đi. Ủa mà đông đá gì sao anh ta? Chị nó như kem vậy đó, giống như chị bỏ ở tủ đông vậy đó. Giống như bỏ sầu riêng lên tủ đông vậy đó. Hấp dẫn á O Hị. Ngon á. Đây nè, mọi người có thể nhìn thấy là sầu riêng là vỏ rất mỏng luôn. Này, trước tiên review là vỏ mỏng dánh nha. Đúng không? Nè, muối rất là sai. Đó, đẹp chưa? Nhưng mà bây giờ là nó chưa có được gọi là nó chưa có được trả đông hết. Ồ vậy. Chua đó. Chị có sáng cái giữa đó đúng rồi. À, chị không có muốn nó bị bể. Chị muốn ra nguyên vẹn. Không biết vệ sẵn ở đây, ở giữa. Mình có từng nghe bạn Minh Tuấn Hằng Xanh á, nói là sầu riêng bỏ ngăn đông ăn ngon lắm. Chị tưởng ăn chưa, mà mình nói chưa. Mình chưa bao giờ ăn. Tại vì ở Việt Nam mắc mớ gì đâu mà phải ăn đông đá. Đúng rồi. Mình hãy review trước khi mời khách. Ê bớt giỡn nha Yến. Thì ngon mà nè. Thì như kem sầu riêng gì đó. Ngon nha. Nhưng mà sầu riêng chất lượng. Cơm chao ngon mà. Thơm. Bùi. Bé em mà hình như là đông lạnh về hợp với chị hơn á. Tại vì chị là mới biết ăn sầu riêng. Yến nhớ không? Cho nên chị sợ ăn mà chèm nhẹt nhớ chưa? Chèm nhẹt cái là chị ăn cái vỏ ngoài, cái trong ruột chèm nhẹt chị bỏ. Nhưng mà cái này nó đông lại. Thì chị ăn chị không có cảm thấy là nó bị giận giận á, tại mình mới biết tập ăn á. Như kem sầu riêng vậy nè. Ngon ha. Ngon á. Xuất sắc. Rồi lần đầu tiên Việt Nam mình đi qua Mỹ ăn sầu riêng. Xuất sắc. Here. Sit down please. Yeah. Oh, you want. Ngon lắm. Ngon lắm. Ngon lắm. Một thôi. One. Pick up one to eat. Yes. It's very cold. Yeah. Oh, good. Ngon lắm. Very good. Ngon lắm. Ngon lắm. Ngon. Ăn như kem sầu riêng. You're supposed to eat a lot of this. Ngon. Cảm ơn Trà Thúy Nga đã tài trợ cho nhà đường em có một buổi sầu riêng, bưởi và nho ngon. Beautiful. Oh, beautiful. Beautiful. Delicious. Yeah.
Nho, bây giờ mình sẽ qua món nho của nghệ sĩ Thúy Nga. Thử đi. Nho này là nho Hàn Quốc hay nho Nhật? Đúng, tuôn trái tại ta tuôn cái bằng cầm điện thoại rồi. Nho sữa hả? Nho sữa. Ủa sao gọi là nho sữa? Chắc tắm vô ăn nó béo béo như sữa hay sao? Sao? Ngon, ngon. Nho này mắc ha. Việt Nam mua chắc cũng mắc à. Thúy Nga tặng cho không có nói giá cho nên Tường không có review giá được. Chỉ biết là nãy giờ sầu riêng cũng rất là ngon, mà nho sữa cũng cực kỳ ngon luôn. Đó, cảm ơn nghệ sĩ Thúy Nga nha. Mai mốt tôi qua nhớ cho nhiều nhiều nữa nha. Mọi người nhớ subscribe theo dõi kênh của Tường. Còn muốn mua sầu riêng, nho, bưởi da xanh thì qua trang của YouTube của nghệ sĩ Thúy Nga.